Nửa đầu năm 2023, tình hình kinh tế trên cả nước nói chung, thành phố Bắc Giang nói riêng có những khó khăn nhất định. Đặc biệt, thị trường bất động sản từ cuối năm 2022 đến nay có chiều hướng đóng băng, nên phần nào đã ảnh hưởng đến kết quả thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố, nhất là từ nguồn thu tiền sử dụng đất. Tuy nhiên, ngành thuế thành phố đã có nhiều nỗ lực thực hiện, nên 6 tháng đầu năm, thu ngân sách nhà nước của thành phố đã đạt được một số kết quả khá tích cực. Ngành thuế thành phố bám sát sự chỉ đạo của Cục Thuế, Ủy ban Nhân dân thành phố để triển khai đồng bộ các giải pháp, tăng cường công tác quản lý thu, tập trung cao đôn đốc các doanh nghiệp, cá nhân nộp thuế kịp thời. Đẩy mạnh hiện đại hóa công tác quản lý thuế gắn với cải cách thủ tục hành chính, thực hiện đa dạng hình thức tuyên truyền và hỗ trợ người nộp thuế, minh bạch hóa thông tin, tạo điều kiện tối đa cho người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ thuế đối với ngân sách nhà nước. 6 tháng đầu năm 2023, thành phố thu được trên 1.508 tỷ đồng, đạt 57% dự toán năm và bằng 67% so với cùng kỳ. Nếu trừ tiền thu sử dụng đất, thu ngân sách nhà nước của thành phố ước thực hiện được trên 558 tỷ đồng, đạt 67% dự toán năm và bằng 113% so với cùng kỳ. Trong đó, thu tiền thuê đất đạt 583% dự toán năm, tăng 685% so với cùng kỳ. Thu phí, lệ phí đạt 130% dự toán năm, bằng 113% cùng kỳ. Có được kết quả đó, bên cạnh sự nỗ lực sát sao của ngành thuế, còn có sự đồng hành thực hiện tốt nghĩa vụ nộp thuế của các đơn vị doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh trên địa bàn. Tiêu biểu trong đó là công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Dũng Tiến ở cụm công nghiệp phường Thọ Xương. Với việc tăng trưởng ổn định trong kinh doanh, nên công ty luôn là một trong những đơn vị đi đầu trong thực hiện nghĩa vụ nộp thuế đầy đủ và đúng hạn. Công ty chúng tôi là luôn luôn chấp hành cái việc nộp thuế đúng thời gian, cũng như là không có nợ thuế, đọng thuế gì cả. Thì từ trước đến nay thì với truyền thống thì công ty tôi từ khi kinh doanh đến bây giờ thì lúc nào cũng nộp thuế đầy đủ, vì xác định là nộp thuế là nghĩa vụ của và cũng là quyền lợi của người kinh doanh. Xác định nộp thuế là nghĩa vụ của mỗi doanh nghiệp, nên mặc dù thời gian qua cũng gặp nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh, song nhiều cơ sở kinh doanh trên địa bàn thành phố nêu cao ý thức chấp hành nghĩa vụ nộp thuế. Điển hình như cơ sở kinh doanh nội thất Long Dương trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Hoàng Văn Thụ, cũng là một đơn vị tiêu biểu trong thực hiện nghĩa vụ nộp thuế trên địa bàn thành phố. Thực ra là năm nay nhìn chung và bằng chung về kinh tế là rất là khó khăn, nhưng mà đơn vị, riêng đơn vị cá nhân nội thất Long Dương chúng tôi thì cũng sẵn sàng cái chỉ tiêu của thuế của nhà nước đưa ra, chúng tôi cũng không trì trệ, chúng tôi luôn phát huy để hoàn thành những chỉ tiêu. Mong rằng là những khóa tới để nhà nước sẽ cố gắng hỗ trợ những đơn vị cá nhân tôi và hoặc là các cái tập thể đằng sau. Hiện nay, thành phố có hai chỉ tiêu thu đạt thấp là thu lệ phí trước bạ mới chỉ đạt 38% dự toán năm, giảm 33% so với cùng kỳ. Nguyên nhân chủ yếu do số thu tiền sử dụng đất đạt thấp, do đó giao dịch chuyển nhượng giảm, làm giảm số thu 54% so với cùng kỳ. Ngoài ra, thuế thu nhập cá nhân cũng mới thu đạt 49% dự toán năm, giảm 55% so với cùng kỳ. Trong điều kiện thị trường bất động sản còn ảm đạm và các doanh nghiệp, hộ kinh doanh còn gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh, ngành thuế thành phố cũng đã có những phương án triển khai để phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2023. Để tăng thu các khoản nguồn thu thì Cục Thuế có những giải pháp như sau. Thứ nhất là tăng cường các giải pháp như quản lý tốt các nguồn thu phát sinh trên địa bàn, các nguồn thu vãng lai, tăng cường đôn đốc quản lý nợ, tăng cường công tác kiểm tra, tăng cường công tác tuyên truyền và tăng cường công tác cải cách hiện đại hóa ngành thuế như là thực hiện hóa đơn điện tử cũng như kê khai nộp thuế điện tử qua các ngân hàng thương mại và tăng cường kỷ cương kỷ luật. Song với những nỗ lực quyết tâm cùng giải pháp rõ ràng cụ thể của ngành thuế thành phố, tin rằng thành phố Bắc Giang sẽ hoàn thành nhiệm vụ chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước theo dự toán giao trong năm 2023.